Xin chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay và trong video cuối tuần ngày hôm nay em và anh chị sẽ cùng nhau ngồi lại và phân tích với thị trường liệu trong tuần sau thị trường của chúng ta có thụng những cái vùng một nghìn hay không và video ngày hôm nay mang một cái tính chất rất là quan trọng bởi vì thị trường của chúng ta trong giai đoạn hiện tại liên tục có những cái quá trình giảm điểm và tăng điểm đang xen lẫn nhau và ở thời điểm này quan điểm của em với thị trường là thị trường tích lũy mà tích lũy để làm gì anh chị tích lũy để phục vụ cho một cái chu kỳ đẩy giá ở đằng sau nên đối với cái video ngày hôm nay nếu như anh chị thấy hay thì hãy ủng hộ em bằng một cái nút like cũng như là đăng ký kênh để mà tránh bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một vài cái thông tin quan trọng của thị trường chứng khoán trên khu vực của thế giới thì trong cái phiên ngày hôm qua thì những cái chỉ số như là lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ hay là cái chỉ số DSI đang có những cái quá trình hạ nhiệt thì thị trường chứng khoán của Dow Jones liền có những cái quá trình bật tăng cũng rất là tốt như là Dow Jones tăng khoảng 387 điểm, S&P 500 tăng khoảng 64 điểm, Nasdaq thì tăng 226 điểm, Russell 2000 thì tăng khoảng 25 điểm. Còn bên khu vực của châu Âu thì sao? Khi bên thị trường của chứng khoán Mỹ có những cái diễn biến tích cực thì nó sẽ lan tỏa sang những cái thị trường khác điển hình như là Đức này cũng có những cái quá trình phục hồi hồi tăng 250 điểm nè, Anh thì tăng khoảng 3 điểm, còn Pháp nó cũng có những quá trình kéo lên và nhìn chung ở giai đoạn hiện tại khi thị trường đang hưởng hưởng ứng bởi những cái thông tin khi mà lợi tức trái phiếu của Mỹ giảm, DSI giảm thì em đánh giá thị trường trong tuần sau sẽ có những cái góc độ tích cực hơn và quay trở lại những cái thông tin trong nước trong phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi thị trường của chúng ta giao dịch với một cái phiên khối lượng cũng khá là bé chỉ khoảng tám 000 tỷ thôi và giá trị giao dịch thỏa thuận khoảng một 250 hai trăm năm mươi tỷ và thị trường đóng cửa qua một nghìn hai mươi bốn bảy mươi bảy giảm khoảng 12 hai điểm tám mươi bốn tương đương với một hai mươi bốn và nó kéo trong phiên atc khoảng được hai điểm và thị trường có tám mươi hai mà tăng năm mươi ba mà dự tham chiếu và ba trăm bảy mà giảm là cái số mà giảm hiện tại đang khá là lớn khoảng gấp ba gấp bốn lần với số mà tăng nhưng đối với thị trường khi chúng ta có một cái bức tranh Tổng quát thì em không đánh giá cao với cái thời điểm này thị trường rơi về những cái vùng 1.000 Bởi vì sao thì tí nữa chúng ta cùng đi phân tích ha Bên chỉ số của V50 thì ngày hôm nay đóng cửa qua 1013 Giảm khoảng 15.38 tương đương với 1.5% Và trong đó có 26 mà giảm 3 mà giữ tham chiếu và một mà tăng Đặc biệt là những cái cổ phiếu trụ như là à, Chúng ta thấy là MaSan giảm khoảng 3% Đây 3.8% MWG 2.23% Vào giảm 2.76% Vietcombank giảm khoảng 2.47% đấy thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu trụ trong phiên vừa rồi bị bán khá là lớn à, và cái tình trạng ở đây là nó đang dùng những cái cổ phiếu trụ để làm gì để mà thao túng chỉ số cũng như là cho cái tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại thấy là thị trường đang giảm điểm để mà có những áp lực bán ra nhưng khi mà em nghiên cứu em xem lại tổng quan với thị trường thì em lại có một cái góc nhìn tích cực hơn bởi vì sao bởi vì nếu như chúng ta cứ tiêu cực bi quan thì những cái cơ hội đến chúng ta sẽ không dám tham gia còn nếu như chúng ta đã có những cái sự chuẩn bị nhất định thì cho dù nó tăng hay nó giảm thì anh chị cũng không rơi vào một cái tình trạng là mất định hướng hay là à, chúng ta không biết làm gì với thị trường nên đối với cái kênh youtube là like những cái kênh YouTube chia sẻ về những cái kỹ thuật là mình đánh sóng dòng sóng ngành là mình đi theo những cái dấu chân tổ chức chứ không có những cái phân tích về tích sản nên nếu như mà anh chị thấy hay anh chị muốn đồng hành thì anh chị cứ liên hệ với em và em sẽ cùng anh chị hỗ trợ trong giai đoạn sắp tới bên chỉ số của nước ngoài thì trong phiên ngày thứ sáu thì giá trị mua bán của họ khoảng 126 tỷ trong đó có họ bán họ phát SHI Vietcombank KBC CTG VND Masan Đức Xanh KDC KDH SAB và họ mua với Hoa Sen Nam Kim Vinamilk STB và đối với cái số liệu của tự doanh thì trong phiên ngày thứ sáu thì họ bán khoảng 188 tỷ, trong đó có STB, Vinamilk, VPBank, Masan, Vic, VRE, MBBank, HDBank và Hòa Phát với số liệu của nước ngoài thì chúng ta thấy là hiện tại họ đang có những cái quá trình là giảm về những cái lực bán thành ra thị trường của chúng ta trong giai đoạn hiện tại vẫn đang chờ một cái quá trình là những cái lượng cầu quay trở lại để mà khiến thị trường bật tăng và đối với cái phiên ngày thứ sáu là một cái phiên mang tính chất là đè những cái cổ phiếu trụ như là Việt băng, Masan, BID, VPBank, ACB, FPT, Hòa Phát, Techcombank để mà phục vụ về những cái chỉ số cho chúng ta thấy là thị trường đang mang một cái bức tranh rất là tiêu cực và ở giai đoạn hiện tại câu chuyện không phải là thị trường nó có thủng một nghìn hay không mà là thị trường tăng chúng ta có dám tham hay hay không và sau mỗi chu kỳ chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, mất được bao nhiêu tiền. Rồi, và bây giờ chúng ta đi qua một vài cái chỉ số trên khu vực của thế giới đi, như là những cái chỉ số về DSI, chỉ số đô la Mỹ và từ những cái chỉ số này chúng ta có thể là mình đánh giá được thị trường chứng khoán bên khu vực của thế giới đang tích cực hay là tiêu cực. Và đối với những cái chỉ số này nó sẽ tác động trực tiếp với thị trường về mặt tâm lý trong tuần sau, nên anh chị mình có thể mình follow mình theo dõi những cái chỉ số này ha. thì hiện tại là có thể là do cái trang web đang có những cái vấn đề nên nó vẫn chưa load được thì em sẽ cập nhật với anh chị sau nên là à, những anh chị mà mình có thể là mình nghiên cứu về phân tích á anh chị có thể vào cái trang trang web là investing để mà có thể cập nhật những cái thông tin về chỉ số ha rồi và đây chúng ta thấy là cái chỉ số đô la mỹ DSI hiện tại đang có những cái quá trình là giảm khoảng 104.53 đúng không? Đang giảm khoảng 0.5 điểm. Rồi, thì đối với cái chỉ số này thì nó sẽ tác động về cái tình trạng là tâm lý nhà đầu tư. Điển hình là những cái thị trường chứng khoán của Mỹ trong phiên ngày thứ sáu vừa rồi tăng cũng khá là ok và trong phiên ngày thứ hai thì em nghĩ thị trường của chúng ta sẽ cân bằng, thậm chí còn bật tăng ngược trở lại. Và đây là cái biểu đồ lợi suất trái à, biểu đồ của chỉ số đô la Mỹ ha. Rồi, anh chị thấy là cái biểu đồ hiện tại đang có một cái phiên giảm tương đối ha. Và đây là cái vùng cái vùng đang dao động khá là lỏng và khi nó dao động lỏng như thế này thì có nghĩa là tâm lý nhà đầu tư đang rất là hoang mang và nó sẽ tác động về mảng tâm lý nên thị trường của chúng ta đang trong giai đoạn cũng rất là giống một cái bức tranh tương tự là tâm lý anh chị đang rất là hoang mang bởi vì thị trường nó có tăng sau đó nó lại giảm và nó tăng và nó lại giảm và không biết đường nào để mà lần nên cái video ngày hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị về một cái góc nhìn thực tế với thị trường là thị trường đang trong những cái quá trình tích lũy mà khi nó tích lũy thì nó sẽ rơi về biên trên và chạm về biên dưới nên đối với cái giai đoạn này chúng ta hãy đi tìm những cái cơ hội nếu như thị trường tích Tích lũy xong thì mua cổ phiếu nào chứ không phải là bây giờ chúng ta cầm tiền và hô thị trường sập. Nếu như thị trường sập anh chị không đánh phái sinh thì anh chị sẽ không kiếm được tiền. Còn em, em chỉ tập trung vào cơ sở, tức là em tập trung vào những cái phần là cổ phiếu nên anh chị mà mình đang đầu tư cổ phiếu đó. anh chị muốn đồng hành thì anh chị cứ liên hệ thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị ha. Rồi, và như chúng ta thấy là cái chỉ số DSI khi mà tạo đáy quanh 102 thì nó kéo về 104 và hiện tại đang hạ nhiệt từ những cái vùng 105 xuống khoảng 104.5 và đó là một trong những cái thông tin tích cực của tuần này và khả năng trong phiên ngày thứ hai thị trường của chúng ta sẽ cân bằng, thậm chí có những cái quá trình hồi phục. Nếu như anh chị đang cầm cổ phiếu thì mình đừng quá hoang mang. Quan trọng là anh chị đang cầm những cái cổ phiếu nào? Những anh chị mình cầm những cái cổ phiếu bất động sản thì hầu như giai đoạn này anh chị sẽ không có hiệu suất tốt. Còn những anh chị đang cầm những cái cổ phiếu đầu tư công thì anh chị đang có những cái mức lợi nhuận cũng khá là ok khi trend xu hướng của nó vẫn là một trong những cái trend xu hướng tăng nên đối với cái giai đoạn thị trường xe quay là một trong những giai đoạn siêu phân hóa và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về thị trường chung ha. Rồi, trong cái phiên ngày thứ sáu rất là nhiều những cái thông tin là hô thị trường sập. Em tiệm không quan niệm như thế nữa bởi vì chúng ta cứ tập trung những cái thông tin thị trường sập mà lỡ tuần sau thị trường kéo lên thì chúng ta sẽ không dám tham gia. Như là giai đoạn năm 2021 em trải qua với thị trường rất rất là nhiều. Đây là những cái quá trình thị trường rơi mà lúc này rất là nhiều nhà đầu tư, những cái chuyên gia hô thị trường sập về 800, 900, 1000 nhưng mà bản chất của nó là gì nó phục hồi và lên rất là nhanh chóng bởi vì sao nó lên bởi vì lúc đấy có rất là nhiều những cái cổ phiếu xuất phát điển hình như là dòng thép Hoa Sen này, những cái cổ phiếu mang tính chất là leader dẫn dắt thị trường xuất phát tạo một cái cơn sóng dòng sóng ngành và kéo thị trường của chúng ta đi lên. Nên đối với giai đoạn khi thị trường điều chỉnh, chúng ta đừng xem nó là rủi ro mà hãy xem là cơ hội, cơ hội dành cho những ai nắm bắt được những cái cổ phiếu, những cái tính chất về sóng dòng để anh chị có thể mình kiếm một chu kỳ của nó ít nhất là khoảng bao nhiêu, 70, 80 thậm chí là 100% là bình thường. Nên những cái quá trình điều chỉnh chính là những cái quá trình thị trường thử lựa thử cổ phiếu coi cổ phiếu đấy có những cái dòng tiền vào hay không như em vừa chia sẻ lúc mà thị trường lên những cổ phiếu thép nó đã bắt đầu chạy một đoạn trong khi những cái quá trình này thị trường của chúng ta lại đang tích lũy cân bằng vì đấy đó là một cái quá trình thị trường xe quay và thị trường lên thì nó sẽ có những cái quá trình những cái cổ phiếu dừng dắt lên giai đoạn đấy thì cũng có chứng khoán à, cũng có ngân hàng là STB đấy nó cũng bắt đầu từ những cái điểm gọi là điểm pivot sau đó chạy hết chu kỳ của nó ít nhất là 61% hay là những cái cổ phiếu mang tính chất đầu cơ hơn như là liên việt Postbank từ những cái điểm nổ sau khi cái quá trình tích lũy của nền thì chúng ta xem về cái quá trình nó đi ra khoảng bao nhiêu 89% hay là những cái cổ phiếu chứng khoán đi khi thị trường tăng không thể nào thiếu những cái cổ phiếu này đây là những cái xuất phát những cái điểm xuất phát của cổ phiếu sau khi tạo một cái mẫu hình tích lũy vậy đối với cái thị trường giai đoạn hiện tại thì em đánh giá nó có rất là nhiều những cái cổ phiếu đang trong một quá trình tích lũy từ 4 đến 6 tháng mà anh chị thử suy nghĩ nếu như tích lũy 4 đến 6 tháng thì cổ phiếu chẳng lẽ nó để phân phối anh chị phân phối thì phải phân phối từ những cái vùng trên đây từ những cái vùng trên một năm trên đây thì nó mới phân phối giá nó mới cao thì giá của cổ phiếu lúc mà thị trường trên một năm anh chị xem cái con liên việt băng đi từ những cái vùng giá 20 đây thì tại sao nó không phân phối trên đây hay là họ phát từ những cái vùng giá 44 nó không phân phối trên đây mà về 20 nó phân phối làm gì anh chị rất là nghịch lý đúng không anh chị đây nó phải phân phối tại những cái vùng giá cao chứ bây giờ nó phân phối thì ai bán cho ai nên khi mà chúng ta nhìn nhận với thị trường chúng ta phải có một cái góc nhìn tổng quan để mà đánh giá thị trường này nó là tích lũy hay phân phối và khi thị trường tích lũy nó rất là khó sơ anh chị anh chị xem năm 2019 nghìn khi thị trường đi ngang tích lũy này rất là nhiều những cái cổ phiếu giảm đấy anh chị xem giai đoạn đấy coi bất động sản này đấy bất động sản nó lại giảm chứ nó không tăng đấy dg giảm tới khoảng tháng 8 nó mới tăng à, sale này đấy sale nó cứ cắm đầu rơi ha hay là những cái cổ phiếu đức xanh đi Đấy nó vẫn tiếp tục rơi. Nhưng trong đoạn 2019 á, anh chị xem những cái hàng như là FPT này có phải nói là những cái thằng tăng không anh chị? Bởi vì sao? Bởi vì thị trường lúc này là một trong những cái thị trường kén chọn, tức là nó chỉ chọn những cái thằng nào thực sự tăng trưởng để mà kiếm lợi nhuận. Nên trong những cái quá trình sao quay, chúng ta cần phải chọn cổ phiếu có khả năng dẫn dắt và mang lại lợi nhuận cho chúng ta, chứ không phải là anh chị lúc này chúng ta cứ mua những cái cổ phiếu giảm sâu hay là những cái thằng DG bị thanh tra. Có đời nào mà những cái doanh nghiệp này á à, nó công bố trước không anh chị? Hay là những cái thông tin ra và giá cổ phiếu nó phản phản ánh vào ngay? Đó là những cái lý do tại sao em không thích sản và không đầu tư theo cái trường phái như là ông Warren Buffett. Bởi vì những cái cổ phiếu này không thể nào phân tích được nội bộ doanh nghiệp của nó. đặc biệt những cái thằng bất động sản là những cái thằng chuyên về bánh vẽ, tức là những cái dự án của nó nó có vẻ vẽ trăng, vẽ may, vẽ rất là nhiều. nhưng bản chất nó làm được bao nhiêu phần trăm trên cái kế hoạch của nó đề ra. nên đối với em, em chỉ đánh theo phân tích dòng tiền, những cái dấu chân của người khổng lồ họ để lại và chúng ta chỉ cần đi, chỉ cần làm gì chỉ cần đi theo họ thôi để mà chúng ta có thể kiếm được rất rất nhiều tiền. vậy nếu như mà tổ chức họ đang có những cái quá trình không muốn cổ phiếu tăng thì họ sẽ phục vụ một cái mục đích là đè giá và ra những cái thông tin xấu. vậy nếu như họ ra những cái thông tin xấu để mục đích là họ gom hàng thì cái quá trình gom hàng của nó có thể là một năm hai năm thậm chí là ba năm như là con sale từ những cái vùng giá dưới 10 mà lên 100 anh chị xem đây có phải là nguyên cái mô hình tích lũy của nó từ 2020 đến 2022 đầu năm nó mới đánh đây, có phải đây là những cái quá trình như gì tích lũy gom hàng tạo một cái pha gọi là cái pha nguyên nhân để xây một cái kết quả đủ lượng để chất máy đội nên những cái quá trình mà cổ phiếu tích lũy anh chị đừng tham gia bởi vì sao bởi vì rất là tốn thời gian và anh chị sẽ bỏ lỡ cơ hội đi hình những anh chị mình cầm bất động sản thì anh chị xem về những cái thằng như là KSB đi đó không phải là những cái thằng khiến anh chị có những cái lợi nhuận tốt không anh chị trên của nó vẫn là trên tăng thị trường giảm nó cũng không giảm bao nhiêu hay là BLC ai cầm đến thời điểm hiện tại hầu như cái lợi, lợi nhuận ngoài hiệu suất anh chị rất là cao và trong cái phiên ngày thứ sáu thị trường giảm mà bản chất cổ phiếu nó vẫn tăng đó là một trong những cái quá quá trình chúng ta cần phải đánh giá khi thị trường xe quay kiếm được lợi nhuận hay không như em vừa chia sẻ với anh chị thị trường xe quay vẫn kiếm được lợi nhuận vậy cớ gì lại hô hào thị trường sạch về một nghìn nó là một trong những cái điều em nghĩ là vô lý và không có giá trị nếu như chúng ta hô hào thị trường sạch về một nghìn mà chẳng may nó kéo lên luôn đấy thì anh chị là bỏ lỡ một cái cơn sóng hay sao hay là chúng ta xem năm 2020 2021 những cái quá trình khi mà thị trường rơi rất là nhiều những cái cổ phiếu nó khởi hành nên đối với giai đoạn này chúng ta hãy đi tìm những cái cổ phiếu nào à, giảm ít nhất và có những cái quá trình tích lũy để mà xuất phát để anh chị bắt đầu tham gia từ những cái điểm chân sóng và hệ thống của em là chỉ đánh ở chân sóng và mình sẽ gồng đến cuối chu kỳ. Điển hình như là những cổ phiếu DG đi, chúng ta thấy những cái quá trình nó tạo chân sóng ở những cái vùng bên dưới rất là khó để mà nắm giữ lâu dài. Nhưng đối với hệ thống của em thì mình nắm giữ đến hết chu kỳ, tức là mình cầm đến khi nào chu kỳ của nó nó gần những cái pha chạy nước rút nè. Đây thì đây là những cái quá trình chúng ta cần bán ra. Còn những cái quá trình mà nó đang xe quay và tích lũy như thế này mà anh chị mình mình tham gia mình nắm giữ thì em đánh giá cái hiệu suất của anh chị sẽ không cao bởi vì nó rơi về biên dưới sẽ kéo về bên trên, lại nó liên tục tạo những cái vùng siêu tích lũy để làm gì? để mà loại bỏ những tâm lý nhà tư thiếu kinh kiên nhẫn ra khỏi thị trường. Nên em muốn làm cái video này để cập nhật Các anh chị là khi thị trường tích lũy sẽ có dòng tăng và dòng giảm. Dòng nào hiện tại tăng? Bất động sản à không phải, mà những cái dòng như là uh, đầu tư công, có uh, cái này, HHV này. Trên của nó vẫn là trên tăng, xu hướng rất là khỏe, dòng tiền vẫn còn kẹp trong đây thì làm sao mà nó chết ngay được, không thể nào chết ngay được mà bản chất nó phải cần tích lũy, tích lũy để tạo một cái quá trình xây cái nguyên nhân để mà ra một cái kết quả. Một cái thằng học sinh lớp 5 á, mà chúng ta bắt nó thi học thì nó không thể nào mà nó phải cần trải qua khoảng 7 năm nữa ôn thi đèn sách thì nó mới có đủ kiến thức, đủ khả năng, đủ bản lĩnh thì mới nó có một cái quá trình là độ đại học. Còn cổ phiếu nó cũng y chang, nó cũng giống con người nó cũng phải có những cái tính cách. Bởi vì nếu như mà thị trường nó không phân hóa thì làm sao biết cổ phiếu nào mạnh, cổ phiếu nào yếu? Thị trường không giảm thì những cái con dg thì làm sao nó giảm? Tổ chức họ rất là hay, họ chỉ lợi dụng những cái quá trình mà thị trường này ra những cái thông tin cực kỳ xấu thì họ càng ra những cái thông tin đấy để là đánh vào cái tâm lý nhà đầu tư để họ bán ra. Có đời nào mà những cái cổ phiếu mà nó đang đánh lên mà ra những cái thông tin xấu mà cổ phiếu chết không anh chị? Không, cổ phiếu thường nó đánh lên nó sẽ ra những cái thông tin rất rất là tích cực. Điển hình như anh chị mình đầu tư bất động đất, sản đi, đầu tư đất đai ở ngoài thực tế năm 2021 cuối năm có phải những cái thông tin về giá đất khu vực thủ thiêm được đấu giá cao gấp 10, 20 lần so với giá khởi điểm thì từ đó mấy thế nào? giá đất xung quanh nó lên rất là kinh khủng mà không chỉ khu vực của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà những cái khu vực vùng ven đi những cái khu vực Long An hay là miền Tây hay là Hà Nội đều có những cái quá trình giá đất sốt lên rất là nhiều mà ở giai đoạn hiện tại còn sốt đất không chị không bởi vì vậy chúng ta phải đánh giá với góc độ tăng trưởng của doanh nghiệp và câu chuyện vĩ mô ở thời điểm hiện tại hầu như là không ủng hộ cho cái nhóm ngành bất động sản vì vậy nó mới có những cái vùng giá rẻ như thế này vậy giá rẻ có mua hay không chị không đối với những cái nhà thiên tài đầu cơ trên thị trường chứng khoán như là ông Jesse Livermore ông có chia sẻ rất là rõ ông mua cổ phiếu bờ bởi vì cổ phiếu có khả năng giúp ông mang lại lợi nhuận, có khả năng vượt những cái vùng định như là những cái cổ phiếu Vietcombank có phải những cái vùng này là một trong những cái vùng đỉnh mà thậm chí nó còn vượt những cái vùng đỉnh thì đây chính là những cái cổ phiếu khỏe để mà có khả năng dẫn dắt thị trường còn những cái cổ phiếu đang mò đáy như là DIG hay là VRE thì chúng ta nhìn vào một cái bức tranh tổng quát của nó trend của nó vẫn là một trong những cái trend uh, uh, CRE trên chị đại trend của nó vẫn là một trong những cái trend xu hướng xuống mặc dù nó là trong những cái mức đồng sản về những cái doanh nghiệp tương đối khá là tốt nhưng bản chất cổ phiếu và sóng dòng sóng ngành không ủng hộ cũng như nó không kết hợp được với cái thông tin vĩ mô trong giai đoạn hiện tại nên chúng ta đừng đầu tư với những cái nhóm ngành được không được thị trường ủng hộ chị và khi thị trường xe quay nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái cơ hội cũng như là nó phân hóa như đầu tư cũng như là phân hóa về những cái góc nhìn của nhà phân tích kỹ thuật những nhà phân tích kỹ thuật mình thích những cái vùng giá rẻ ở thời điểm này bất động sản muốn rẻ bao nhiêu nó sẽ cho rẻ bấy nhiêu trong thời gian sắp tới nó sẽ có nhưng những cái nhà phân tích kỹ thuật thích đánh những cái vùng giá cao để mà chinh phục về những cái vùng kháng cự cao hơn á điển hình như là anh chị xem stb này đấy nó phải có những cái quá trình nó, nó vượt đỉnh các anh chị từ những cái vùng bắt đầu này nó phải nó vượt về những cái vùng đỉnh bên trên và hiện tại đang tích lũy lại thì đây mới là một trong những quá trình cổ phiếu có khả năng những dắt xây dựng những cái quá trình tạo một cái kết quả trong giai đoạn gần sau nên khi thị trường chúng ta đang tích lũy cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại là không phải hô hào thị trường sập mà chúng ta cần phải chuẩn bị gì nếu như thị trường quay trở lại và hệ thống của em là một trong những cái hệ thống mình đánh sóng dòng sóng ngành và mình chỉ nắm giữ cổ phiếu khi đang đúng với những cái xu hướng nhận định của mình và phù thịnh không phù suy tức là em cầm cổ phiếu khi trend của nó là trend tăng còn ở câu chuyện hiện tại em không chấp nhận mua cổ phiếu giá rẻ nếu như cổ phiếu nó không có khả năng mang lại lợi nhuận cho em nên anh chị đang là khách hàng của em anh chị rất là rõ về cái quan điểm của em không đầu tư nhóm bất động sản từ khoảng cuối tháng 1 đến giai đoạn hiện tại rồi không phải là bây giờ mới chia sẻ với anh chị câu chuyện đấy anh chị mình có thể mình xem lại những cái video trước đấy của em em cảnh báo rất rất là nhiều những cái dòng bất động sản nó là một trong những cái thằng yếu nhất ở giai đoạn hiện tại và nó khi nó yếu nhất thì nó phải tạo một cái quá trình gì phân hóa từ dòng yếu nhất đến thằng mạnh nhất và chúng ta có cần đầu tư những cái thằng yếu nhất không anh chị không mà chúng ta hãy đầu tư vào những cái thằng mạnh nhất những cái thằng giữ được trend xu hướng mà em vừa chia sẻ với anh chị là thằng nào đó là thằng đầu tư công và câu chuyện ở thời điểm hiện tại chúng ta có hô hào thị trường sọc hay không đối với em em sẽ không hô hào thị trường sọc, mà em sẽ tìm những cái cơ hội đủ lớn để có thể mình tham gia và có những cái hiệu suất tốt hơn nên nếu như mà anh chị thấy thích những cái phương pháp đầu tư những cái chia sẻ của em mình có thể mình hợp tác với nhau qua số điện thoại trên màn hình em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị và ở giai đoạn hiện tại em thấy rất là nhiều những cái cổ phiếu đang có những mô hình tích lũy từ 4 đến 6 tháng để anh chị có thể có những cái hiệu suất tốt hơn Thế nên anh chị nào á mình xác định là phương pháp của mình không À, không không phải đi, đi theo những cái phương pháp thích sản, mình thích đánh về những cái dấu chân của những cái dòng tiền thông minh, những cái dấu chân của tổ chức thì em và anh chị rất là phù hợp với nhau để có thể có một cái quá trình hợp tác ha. Rồi phân tích với thị trường một tí, nếu như thị trường của chúng ta sau những cái quá trình rơi xuất hiện những cái thằng dẫn dắt thì đó lại là một trong những cái quá trình chúng ta phải là những người đầu tiên tham gia. Bởi vì sao? Nếu như mà anh chị không tham gia sớm thì anh chị sẽ không có vị thế tốt. Ví dụ nhá, nay là cái quá trình thị trường của chúng ta phục hồi. Tháng 7 2021, dòng nào đánh anh chị? Dòng bất động sản, anh chị xem DG nhé. Đây à, uh, đây kìa. đấy do bất động sản nó khởi hành nè anh chị đấy nó xuất phát và có một quá trình tăng 300 500 phần là bình thường tại sao nó tăng 300 500 phần anh chị xem về cái quá trình tích lũy của nó này. và chúng ta xem một biểu video tuần đi để chúng ta có thể mình dễ hình dung hơn đấy đây là nguyên cái quá trình tích lũy mẫu hình lớn của nó và khi nó tích lũy mẫu hình lớn như thế này thì làm sao mà nó đánh 10 phần trăm 20 phần để mà phân phối anh chị xem tích lũy từ 2018 khi mà những cái sự kiện suy thoái đi 2018 đấy, đến giai đoạn hiện tại là khi mà nó bắt đầu tăng là 2020 2 năm tức là tổ chức họ đang gom hàng trong một cái vùng là hai năm vậy họ gom hàng hai năm để làm gì anh chị để phân phối à? không họ gom hàng để phục vụ cho một cái mục đích là đánh lên và khi nào họ đánh có phải là họ chờ những cái thông tin tích cực những cái thông tin về vĩ mô thì họ mới đánh không anh chị đó là lý do tại sao cái có cái câu chuyện là xuất đứt giá thủ tiêm có bao giờ mà cổ phiếu nó tích lũy từ những cái vùng nhỏ này mà tăng năm trăm phần trăm không không nó phải tích lũy từ những cái vùng bên dưới tức là gì? nó phải xây đủ cái nguyên nhân để mà nó tạo được cái kết quả đủ lượng thì chất mới đòi và ở giai đoạn hiện tại những cái thằng bất động sản á chúng ta xem về một cái góc nhìn của nó nha nó đã đủ nguyên nhân chưa chưa anh chị, chưa đủ nguyên nhân chưa đủ lượng thì làm sao chất đội thì những cái thằng này nó phải đi ngang tích lũy thậm chí là dò đáy rất rất là lâu. Với câu chuyện hiện tại chúng ta có mua cổ phiếu giá rẻ không? Anh chị sẽ cho mình được cái câu trả lời. Còn đối với hệ thống của em, em chỉ mua cổ phiếu khi cổ phiếu có khả năng mang lại lợi nhuận cho em ha. Rồi phân tích với những cái à, quay lại thị trường đi. Ngày hôm nay em muốn làm một cái video để mà phân tích thị trường chuyên sâu để làm gì anh chị? Để anh chị có thể mình cảm nhận được với thị trường này nó luôn luôn là cơ hội chứ không phải là ngày hôm nay mình nghe người nào hô sập kiên hô sập là mình lại hoảng lại mình bán sạch ra, không phải đâu anh chị mà chúng ta cần phải có tư duy nhất quán và cố định cũng như là chúng ta phải có những cái kiến thức để mà nhận biết được người ta nói đúng hay nói sai em có thể đúng em có thể sai nhưng khi em sai em sẽ mất ít nhất bằng cách nào chị bằng cách có những cái biện pháp quản trị vốn cắt lỗ cắt lỗ là bình thường thậm chí những cái ông như là O'Neill, Jesse Livermore, Mark Minervini hay là Warren Buffett ông càng còn lỗ hàng triệu đô đó là bình thường nên câu chuyện ở thời điểm hiện tại cắt lỗ nó không phải là quá mới lạ đâu nếu như năm 2022 mà anh chị mình cắt lỗ thì không bao giờ có câu chuyện lỗ 50 70 phần trăm đó thật sự không bao giờ có câu chuyện đấy mà tại sao xuất hiện những cái khoản lỗ 50 70 phần trăm là bởi vì chúng ta không dám cắt lỗ và ở trên hiện tại thị trường cũng đang trong một cái quá trình tương tự Tức là anh chị mua tại những cái cổ phiếu Mà nó đang rẻ Thì nó sẽ còn rẻ hơn Và anh chị không dám cắt lỗ Thì anh chị ngày càng có những cái quá trình giảm sâu hơn Điển hình như là con nước xanh đi Từ những cái quá trình rơi thủng những cái phần nền của nó Đến với đại hiện tại thì nó đã rơi được bao nhiêu phần trăm rồi anh chị 20% Mà ai đu tại những cái phần trên đây thì rơi bao nhiêu phần trăm 35%. Nên đối với thị trường này chúng ta cần phải đánh giá những cái cổ phiếu khỏe chính là những cái thằng có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất như là những cái thằng thép trend của nó vẫn trend rất là khỏe. Thị trường giảm 12 điểm mà trước đó nó tăng 4%, trong phiên tăng 4%, cuối phiên về tham chiếu nó khỏe hay nó yếu anh chị? Nếu như nó yếu thì nó đã giảm sang rồi mà nó khỏe nên nó mới giữ được những cái vùng giá trên đây và những cái thằng này nó sẽ tích lũy lại thậm chí trong phiên ngày thứ hai thứ ba thị trường nổ nổ lên tiếp là bình thường. Nó giống như cái con BVC anh chị nào mà đánh à, đánh BVC trong đoạn dạng à, vừa rồi á với hệ thống khách hàng em anh chị nhớ rất là rõ à, những cái điểm rủi bỏ của nó nè đây cây này nè cây 11 tháng 1 nè đấy em vậy thống khách hàng đánh BVC mua con này à, từ bên dưới tới phiên này nó bị sát cao này quan phiên ngày hôm sau bật tăng 9,5% đó là bình thường và anh chị nào khách hàng của em chắc chắn là mình sẽ nhớ cái điều BVC đừng nãy ha và quay trở lại với những cái cổ phiếu à, năm Kim đi thì cái cây này có thể là cái cây báo hiệu là cổ phiếu cần tích lũy bởi vì thị trường vừa rồi nó giảm 12 điểm thị trường chưa ủng hộ nhưng đối với thị trường trong giai đoạn hiện tại nó sẽ tích lũy đây là một trong những cái vùng hỗ trợ có thể khi mình tin tưởng nên em nghĩ là thị trường sẽ đi ngang thậm chí trong phiên thứ hai thứ ba cân bằng tết đáy và phiên này sẽ nổ với những cái sự dẫn dắt của những cái thằng chứng khoán này, thép này, hay là đầu tư công này và dứt dòng bất động sản tại không thể nào là dòng dẫn dắt ha đây là cái quá trình tết đáy không phải là những cái quá trình quá rủi ro anh chị xem nhé đây phiên này thị trường rơi khối lượng khoảng 512 triệu rồi phiên này thị trường test lại đúng cái vùng đấy Khối lượng khoảng 381 triệu Thì đây là những cái quá trình, những cái lực bán không còn xuất hiện mạnh nữa Thể hiện là những cái cây khối lượng giảm dần Và khi khối lượng giảm dần thì đây là một trong những cái quá trình test đấy khá là ổn định Và chỉ cần thị trường không thủng 1015 Thì mảnh giá thị trường nó phục hồi lên vài phiên là bình thường Nên đối với giai đoạn này chúng ta xem lại quá khứ một tí nè Đây là cái phiên thị trường của chúng ta giảm rất là mạnh à, Giảm khoảng 3.4% mỗi biên ha Và 520 triệu cổ phiếu Và sau đó nó test lại ngày 30 tháng 12, năm 395 triệu cổ phiếu. Tức là khối lượng cũng giảm dần đi. Và sau đó thị trường xác nhận bằng cái điểm pivot của thị trường. Cái này là em phải trong mắt hàng mình tham gia. Và từ đó thị trường nó tăng lên giai đoạn tiếp. Rồi, quá trình trước đấy thị trường của chúng ta phục hồi đi. Anh chị xem nhé Và em dành thời gian rất là nhiều để mà nghiên cứu với thị trường để chuẩn bị cho một cái quá trình tạo sóng, Đây là cái quá trình thị trường test này, Khối lượng lúc đấy khoảng 600 triệu. 600 triệu nhé Cái này nè, gãy 600 triệu. Qua cái kế tiếp là khoảng tám 8 khoảng 890 triệu tại nó, nó test xong nó rút chân và sau đó nó có quá trình test lại đây có quá trình test lại này. với khối lượng khoảng 439 triệu thì khối lượng nó lại giảm dần tức là những cái quá trình đáy sâu á, mà nó test khối lượng bé bé dần á, thì đó là một trong những cái dấu hiệu tích cực của thị trường không phải là phiên vừa rồi thị trường nó giảm mà chúng ta thấy là nó nó rủi ro đâu nếu như mà chúng ta cứ nhìn góc độ rủi ro thì anh chị sẽ không dám tham gia và xem về những cái quá trình quá, quá khứ nè những khi nào mà thị trường của chúng ta nó gãy anh chị đây có phải là cái quá trình thị trường test này khối lượng 662 triệu, đến cây này nó test khối lượng khoảng 484 triệu nhưng đối với cái cây này nè, cây 9 tháng 5 thì nó lại test, nó mở biên rơi đây, 580 triệu mà mở biên rơi, đục về những cái vùng hỗ trợ ở đây, thì đây mới là quá trình test thất bại còn những cái quá trình mà khi nó test lại bình thường đây cũng là cái phiên test nè, 16 tháng 5 và nó test lại, khối lượng là khoảng 520 triệu ngày 16 tháng 5, và cây này 24 tháng 5 khối lượng khoảng 448 triệu. Tức là chúng ta thấy những cái điểm test đằng sau mà khối lượng bé dần á thì đây là một trong những cái dấu hiệu thị trường đang cân bằng và thậm chí có thể bực tăng là bình thường. Nên đối với giai đoạn hiện tại chúng ta đừng hô hào thị trường sập và đừng bi quan bởi vì thị trường sập chúng ta không kiếm được lợi nhuận đâu mà chúng ta hãy tập trung vào những cái cơ hội đủ lớn. Rất nhiều anh chị mình chia sẻ với em về câu chuyện phép tăng lãi suất. Em đồng ý với anh chị, phép tăng lãi suất là bằng cách là họ sẽ hút tiền về và khi họ hút tiền về thì dòng tiền nó sẽ không chạy mạnh ra thị trường khác lẫn sang những cái thị trường tài chính, Bitcoin, vàng hay là chứng khoán nhưng câu chuyện về phép tăng lãi suất nó cũng đã diễn ra rất là quen thuộc với nhà đầu tư và câu chuyện ở thời điểm hiện tại không phải là phép tăng lãi suất mà là câu chuyện vĩ mô coi coi cái nhóm ngành nào sẽ được hưởng lợi trong cái quá trình phục hồi kinh tế thì đó mới là những cái điểm đến của dòng tiền thông minh nếu như mà Vết họ tăng lãi suất mạnh thì không có cái lý do gì mà không ngoài họ đã mua từ những vùng bên đây với một cái khối lượng cũng rất là lớn và họ đổ vào thị trường của chúng ta hơn chục nghìn tỷ rồi và giai đoạn này họ đang bán ra nhưng có thể là họ chốt lại một phần nếu như mà nó còn những cái quá trình phục hồi thậm chí là cổ phiếu rơi về những cái vùng định giá hấp dẫn của họ thì họ vẫn sẽ mua và đối với giai đoạn hiện tại chúng ta cần phải làm gì tập trung vào những cái quá trình tạo chứng sống. bởi vì như em chia sẻ với anh chị thị trường đang trong những cái quá trình là tạo biên tích lũy và khi nó tạo biên nó sẽ có những cái quá trình rơi về biên trên và giảm xuống biên dưới và nó test đi test lại trước khi có những quá trình tạo sóng nên đối với cái phiên vừa rồi em đánh giá đó là một cái phiên tách đáy tương đối của thị trường. Vậy khi nào chúng ta cần phải bán thoát ra khỏi thị trường vậy em? Nếu như thứ hai thứ ba tuần sau thị trường lại tiếp tục mở biên rơi mạnh và thủng cái vùng à, 1000 năm với khối lượng lớn, khối lượng lớn khoảng trên 510 cổ phiếu và xuất hiện những cái điểm bán, những cái điểm mạnh à, bị bán tháo của những cái thằng đầu tư công, BLC, KSB, HV, à, Nam Kim, Hoa Sen thì đó chính là những cái điểm bán của chúng ta. Còn nếu như thị trường nó bật tăng nó không xuất hiện những cái điểm uh, như là em chia sẻ là thị trường giảm mạnh thì sao? Thì anh chị vẫn tiếp tục mình dành cổ phiếu bình thường, quan trọng anh chị cầm cổ phiếu nào? Ví dụ những anh chị cầm BLC giai đoạn hiện tại anh chị hầu như là không lỗ. Hầu như không lỗ. Còn những anh chị cầm DG thì anh chị thấy là hiệu suất anh chị sẽ không cao hay là những cái thằng EDG này hiệu suất anh chị cũng sẽ không cao và đặc biệt vừa rồi có câu chuyện về nhà ở xã hội HQC ai đu về là lỗ đúng không anh chị từ những cái vùng tạo đỉnh xuống thời hiện tại 22%. Đấy, quá trình là quá trình gì? Quá trình tạo FOMO và lên từ đâu sẽ xuống từ đấy. Đấy nó tạo mở gấp tăng thì bây giờ nó quay trở lại lắp gấp và những cái thằng này không biết bao giờ nó bực tăng trở lại đâu để mà chúng ta tham gia. Nên những cái thằng khó phân tích tiềm sẽ không phân tích ha. SCR cũng vậy những câu chuyện về về nhà ở xã hội. À, khi mà ra những cái thông tin đấy thì những cái cổ phiếu nó bật tăng trần được vài hôm thôi nó không đi xa được bởi vì sao nó không đủ nguyên nhân không đủ lượng thì làm sao chất đỏ anh chị nên khi chúng ta đầu tư chúng ta hãy nhìn rộng ra có thể là chúng ta cắt lỗ vài phần trăm để làm gì để mà lui và tiến hai bước và hệ thống em vẫn cắt lỗ bình thường em chia sẻ thật lòng với anh chị hệ thống em từ những giai đoạn dưới đây nè thị trường gãy mình vẫn cắt lỗ từ đang lãi mà mình cũng phải bán hòa vốn thậm chí lỗ nhẹ một hai phần trăm đó làm gì anh chị đó là để bảo vệ tài khoản của em ví dụ như em không biết thị trường nó có hồi lên hay không mà lỡ chẳng may thị trường xảy ra những cái sự kiện thiên anh đen nó đục về bên dưới 600 hay là 900 hay là 1 nghìn, thì em lại lỗ nặng à, em lại kịp hàng à? Không, bởi vì trong quá khứ em đã rơi vào tình trạng tương tự nên trong giai đoạn hiện tại khi thị trường có biến cố, thị trường có những cái quá trình vi phạm về những cái cổ phiếu của mình thì em sẽ xử lý trước. Còn nếu như mà thị trường phát những cái tín hiệu ok, tôi cân bằng được rồi, anh quay trở lại thì em sẽ ném đá vào được bằng cách tham gia khoảng 10, 20, 30% để mà lấy vị thế. Còn nếu như sai thì chúng ta sai khoảng 5%, 7% của 30% thôi, rất là đáng để mà đánh đổi đúng không anh chị? Nếu như mà chúng ta đi vốn mà nó không hợp lý, như đoạn này mà đi full 100% vốn thì giá nó sẽ rất là rủi ro nhưng nếu như chúng ta có một cái kế hoạch nhất định thì em nghĩ là đây chính là những cái quá trình để anh chị mình cân nhắc mình cẩn trọng tham gia với thị trường khi đang còn trong những cái quá trình nghi ngờ và đó là góc nhìn của em với thị trường ha bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cổ phiếu đi nãy giờ mình nói thị trường thì uh, rất là nhiều anh chị mình 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 uh, thắc mắc về cổ phiếu đúng không thì anh chị mình nếu như có câu hỏi về cổ phiếu anh chị cứ để lại thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị ha hoa sen những cái thằng này bị bán khối lượng tương đối khá là cao nhưng bản chất nó giảm không sâu giảm chỉ 1.3 phần trăm nếu như mà bình thường nhé cái này phải là giảm sàn nhưng nó giảm 1.3 phần trăm tức là có tổ chức họ đang đợi giá và đây là cái vùng nền đây là cái vùng base của nó khá là cứng và khi nó có những cái vùng nền như thế này thì nó sẽ đóng vai trò là hỗ trợ mình và khi nó có hỗ trợ thì đương nhiên nó sẽ bật thôi à, đương nhiên nó sẽ bật đó là câu chuyện hết sức là bình thường và anh chị sẽ xem về những cái thằng họ phát này chúng ta thấy một cái câu chuyện là thị trường giảm 12 điểm nhưng khối lượng những cái thằng này khoảng 13 triệu khối lượng ngay càng giảm dần ai bán cho ai và bản chất đây là cái vùng gì anh chị vùng biên tích lũy mà như em vừa chia sẻ với anh chị ngay từ đầu video cổ phiếu nó tích lũy á nó sẽ tạo tạo một cái vùng biên rất là chán nó cứ đi lên đi xuống dập dìu dập dìu để làm gì rũ bỏ nhà đầu tư đấy nó sẽ liên tục tạo những cái vùng rũ bỏ nhà đầu tư này đấy rũ nè rũ nè rủ xong thì sao tiền nó mới tăng và những giai đoạn trước đây nó cũng phải rủ này đấy rủ liên tục nên nếu, nếu như mà chúng ta có một góc độ mà chúng ta nhìn nhận tổng quan thì chúng ta thấy những cái phiên rủ của nó, nó không thụ, đục thủng những cái vùng hỗ trợ thì khả năng đây chính là những cái vùng gì anh chị những cái vùng xây nguyên nhân để mà ra một cái kết quả nên là những cái thằng hòa phát hay là hóa sen năm kim á chứ đoạn này em vẫn đánh giá nó là tích lũy tích lũy để làm gì để mà phục vụ cho những cái chu kỳ đánh ra đằng sau và hiện tại giá thép trên thế giới nó vẫn tăng nên đối với câu chuyện ở giai đoạn hiện tại chúng ta đừng quan tâm là thị trường có đục về một mình hay không em sẽ không quan tâm câu chuyện đấy mà em sẽ quan tâm nếu như thị trường tăng em có tham gia được những cái thằng dựng dắt hay không và thị trường nếu như mà nhận định của em sai là trong phía thứ hai thứ ba thị trường của chúng ta mở biên rơ mạnh đi thì em mất bao nhiêu tiền em mất bao nhiêu phần trăm và em có bị kịp hàng hay không đó mới chính là cái câu chuyện của em quan tâm và thậm chí những anh chị mà mình ở giai đoạn này mình không mua những cái thằng đầu tư công đi anh chị cầm những cái thằng uh, như là đạm đi đạm cà mau đi anh chị cũng không có lợi nhuận đâu nên chúng ta thấy là một câu chuyện giá rẻ thì giá cổ phiếu nghề càng có khả năng rẻ hơn hay là những cái thằng Vinh hôm này đấy tại sao em lấy nó làm ví dụ bởi vì em muốn chia sẻ với anh chị về góc nhìn thực tế khi mà chúng ta đầu tư cổ phiếu nó sẽ có một quá trình tạo một cái phần trend xu hướng và những cái thằng trend tăng nó vẫn tiếp tục tăng CTF này vẫn tiếp tục tăng đúng không anh chị trend của nó vẫn là trend tăng nên khi mà chúng ta đầu tư chúng ta phải có góc nhìn và cũng như là có những cái trải nghiệm nhất định đừng nghe người này người kia hô và chúng ta không biết là mình nên mua hay nên bán thì chính anh chị chính là những người thiệt hồi nặng nhất ha rồi một vài cổ phiếu khác đi à, dịch may dịch may có TNG đấy anh chị thấy những cái thằng này trong cái phiên ngày thứ à, trong cái phiên ngày thứ sáu bị bán nó bị bán khối lượng rất là lớn nhưng đây là cái hành động test lại đấy của nó nó test cái này nhưng nó phải cần tích lũy nó cần tích lũy nó nó nổ một cái, cái khối lượng như thế này thì nó báo hiệu là gì cổ phiếu cần phải có quá trình hấp lại những cái lượng cung hấp lại những cái lượng cung khi nào không còn ai bán ra kiệt về thanh khoản như này nè không còn ai bán ra thì nó sẽ có những cái quá trình tăng còn cái này hiện tại nó vẫn chưa tăng ngay đâu vgt cũng vậy những cái thằng này nó khá là yếu so với uh, TNG nên nó, nó cũng kiệt cung nhưng mà nó không mạnh nên mình sẽ không tham gia TCM này Những cái thằng này nó cũng đang tích lũy thôi Chưa có những cái diễn biến nào mới, STK là này, sợi này. Những cái thằng này bo cung là không phân tích ha Anh chị thấy khối lượng rất bé Khó phân tích nên thành ra chúng ta không mua với những cái thằng này tránh những cái rủi ro ha Rồi những cái thằng nào khỏe nhất ở đây là hiện tại ta Dầu khí đi BVD Chúng ta thấy là gì? những cái thằng BVD trend của nó cũng còn rất khỏe thì những cái thằng này cần phải tích lũy và nó sẽ tạo một cái vùng biên đi ngang để mà có những cái quá trình hấp thụ là những cái lượng cung trước khi bật tăng lên trở lại hay là những cái con BVS cũng vậy những cái thằng này trend của nó vẫn là trend tăng và trong cái phiên vừa rồi nó nổ khá là sớm nên thành ra bữa chiều thị trường giảm nó sẽ quay ngược trở lại giảm và đây là một trong những cái vùng nền của nó mà khi những cái cổ phiếu này vẫn còn giữ những cái vùng trend thì không có lý do nào để thị trường của chúng ta giảm mạnh trừ những cái sự kiện như là thiên nga đen nên những anh chị mình đang cầm những cái thằng dầu khí hay là những cái thằng thằng đầu tư công hay là thép thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng với thị trường bởi vì thị trường hiện tại đang là thị trường tích lũy mà khi nó tích lũy nó sẽ tạo một cái vùng biên đi ngang rất là khó chịu trong giai đoạn hiện tại ha quan trọng là mình có những cái phần vị thế tốt hay không hay là visa cũng vậy này đây là một trong những cái quá trình test đấy của nó với khối lượng rất là bé thì khối lượng như thế này thì không không thể nào mà tổ chức họ phân phối được bởi vì nếu như mà họ phân phối sẽ để lại cái dấu chân dấu chân ở đây là những cái vùng bị bán khối lượng cao thì đó mới gọi là phân phối còn giai đây hiện tại khối lượng tương đối cũng khá là bé thì nó đang trong những cái quá trình tạo cái vùng biên đây là mình có quá trình tạo vùng biên mà khi tạo những cái vùng biên thì sẽ mang cái tâm lý rất là khó chịu đây đã, nó cũng tạo một cái vùng biên trước khi tăng này. Nên khi mà chúng ta thấy là những cái quá trình những cái thằng này tạo vùng biên á, chúng ta hãy quan sát và tìm những cái điểm xuất phát khi mà wreck khỏi những cái vùng hợp Davos của nó thì nó chính là những cái điểm bắt đầu khi mà cổ phiếu nó bực tăng, thậm chí là 30 50% là bình thường. Một vài những cái thằng khác EDC những cái thằng này nó cũng đang tạo những cái quá trình đi ngang hấp thụ những cái lượng cung với khối lượng kiệt dần thì đây chính là một trong những cái điểm cộng của nó và khi thị trường chỉ cần cân bằng thì những cái này nó có thể chinh phục về những cái vùng bên trên là bình thường 45 thậm chí là 50 nếu như mà thị trường ủng hộ và sẽ tái tích lũy thêm một cái vùng nền để mà bắt đầu tại những cái vùng bên trên nếu như mà thị trường xấu những con này nó phân phối thì nó sẽ rơi luôn nó không giữ những cái vùng này mà sẽ cắm đầu về bên dưới mà khi thị trường giảm mà nó vẫn giữ những cái vùng này thì đó là một trong những cái chúng ta cần phải đánh giá khi thị trường giảm những cổ phiếu nó đang khỏe nó không giảm thì nó chỉ là một trong những cái quá trình điều chỉnh của thị trường bình thường rất là giống những cái quá trình năm 2020, 2021 những cái phiên gọi là phục hồi này, đây nó cũng có những cái quá trình rơi nhưng sau đó xuất hiện những cái cổ phiếu dựng dắt và kéo thị trường lên thì nó vẫn có thể kiếm được những cái khoản lợi nhuận, tại nên khi thị trường có những cái pha điều chỉnh đó, không phải là chúng ta bán sạch mà phải quan sát lại với nó coi nó có phải là bị bán gãy những cái vùng biên gãy những cái vùng hỗ trợ hay không và những cái cổ phiếu dẫn dắt trong cái đoạn hiện tại nó đang gãy hay chưa còn những giai đoạn này thì chủ yếu là những cái quá trình xa quay thôi và khi xa quay tích lũy đủ đây là những cái quá trình rủ bỏ cuối khi mà rủ bỏ xong thì sẽ bước vào một quá trình tăng chính nó gọi một cái pha là pha chạy nước rút thì sẽ cắm đầu về bên trên và rất nhiều những cái dòng khác nó sẽ mang một cái tính chất là cùng thị trường để mà tăng nên đối với thị trường chỗ này hiện tại á để mà nói là thị trường về một mình thì 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 em chưa đánh giá cao và cũng không không quan tâm về chỉ số ví dụ thị trường về một mình mà những cái thằng BLC nó vẫn tiếp tục trần vậy cái chỉ số nó còn cái vấn đề lớn hay không không mà thì thị trường ví dụ nó 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 kéo về một nghìn tám mươi à, một nghìn đi để mà lắp về những cái phần gáp mà những cái con DIG nó vẫn tiếp tục rơi và chúng ta có lợi nhuận hay không? Không Hay là đức xanh nó vẫn tiếp tục rơi Cũng không có lợi nhuận Hay là sale cũng vậy Nên đối với thị trường khi mà chúng ta nhìn nhận được một cái bức tranh đó, Không phải quan trọng là cái chỉ số Mà quan trọng là những cái danh mục của mình đang nắm giữ thứ nhất nó vi phạm về những cái quy tắc hay chưa thứ hai nó có phải là những cái thằng khỏe nhất hay không thứ ba dòng tiền còn nằm trong đó hay không thì từ ba cái đó chúng ta sẽ có một cái câu trả lời thị trường này nó có thể mình đầu tư được hay không và đó là góc nhìn của em với thị trường trong giờ này hiện tại hy vọng là sẽ hỗ trợ anh chị về những cái à, những cái góc nhìn mới về thị trường không phải là thị trường giảm 12 điểm mà chúng ta nghĩ thị trường sập nó là một trong những cái điều chúng ta cần phải đánh giá ha và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video ngày hôm nay chúc anh chị một buổi tối thật là ngon giấc nếu như mà anh chị thấy thích cái quan điểm phương pháp thì anh chị có thể liên hệ với số điện thoại trên màn hình thì em sẽ hỗ trợ anh chị vào nhóm để mà có thể đánh những cái quá trình tại những cái vùng chân sống